Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là trong mắt họ bạn là người như thế nào. Và vì đây là một trả bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy họ cảm nhận bạn là một người có vẻ ngoài khá là lạnh lùng, hoặc là bạn ít thể hiện tình cảm, nhưng bên trong bạn là một người sống tình cảm và luôn che đậy những cái cảm xúc thật của mình. Cái việc mà che đậy cảm xúc của bạn nó không hẳn là với tất cả mọi người. Bạn chỉ thể hiện tình cảm của bạn với những người mà bạn tin tưởng, bạn yêu mến và có một cái độ thân thiết nhất định với bạn. Bạn cũng là một người biết định hướng cho tương lai của mình. Những cái tổn thương của bạn hoặc là những cái nỗi buồn trong quá khứ, bạn luôn có cách để cân bằng nó trong cuộc sống của mình. Bạn là một người có thể là tâm trạng của bạn sẽ lên xuống thất thường, hoặc là bạn gặp nhiều chuyện không vui trong cuộc sống, nhưng mà những cái điều đó nó lại hình thành một con người mạnh mẽ, hoặc là nhìn cái cuộc sống này với nhiều góc độ. Và bạn luôn giữ cho bản thân của bạn một cái trạng thái rất là tốt, rất là cân bằng. Có khi sẽ hơi tiêu cực, có khi sẽ hơi tích cực, nhưng mà nó chỉ là một khoảng thời gian không dài. Đa phần thì họ cảm nhận bạn là một người rất là lý trí, cân bằng, đưa ra những cái quyết định rất là sắc bén.